Xin chào quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người quay trở lại cùng với em Kiên và Sofa Hà Nội. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục thực hiện bàn giao những cái phần mộc thô chất lượng để gửi tới khách hàng thân yêu. Khách hàng khi mà đặt hàng từ em Kiên thì nếu như không có thời gian hoặc là khoảng cách địa lý nó quá xa xôi mà mọi người không thể qua trực tiếp xưởng sản xuất để nghiệm thu sản phẩm của mình được, thì em Kiên vẫn dành thời gian để thực hiện những cái video rất là chi tiết nghiệm thu phần mộc cùng với khách hàng để mọi người có thể hình dung được rằng là một bộ sofa mọi người đặt em Kiên thì sẽ được hình thành như thế nào, và khi mà sản xuất xong từ phần mộc thô cho đến phần sân hoàn thiện thì mình sẽ nghiệm thu ra làm sao. Thì trước mắt mọi người đây, mọi người nhìn này, một cái bộ sofa rất cơ bản, bao gồm có đôn cấu trúc một đệm ngồi này, văng hai đệm ngồi và văng ba đệm ngồi đó. Kích thước thì cũng rất cơ bản, cái đôn này thì chiều dài là 1m2 này, cái văng này thì chiều dài là 2m và cái văng này chiều dài 2m8 đó. Với cái bàn kẹp góc này nữa, bàn kẹp góc này thì hình vuông 70cm và cái bàn trà này là chiều dài 1m50 và chiều rộng là 80cm. Đó là kích thước sơ bộ mà khách hàng đặt em. Thế thì sau khi có cái kích thước sơ bộ như thế này thì mình sẽ nghiệm thu một cách chi tiết hơn. Đầu tiên thì xin mời mọi người lại gần cái đôn trước. Đôn thì sẽ bao gồm có một vài cái thành phần chính, bao gồm có bệ tì tay này, mình sẽ được làm từ những cái tấm gỗ có bản dày 4 phân. Và đương nhiên rồi, tất cả những cái tấm gỗ thì đều được chọn lọc rất là kỹ. Sau đó thì sang phía bên này mình sẽ có phần mặt táp ngăn kéo. Mặt táp ngăn kéo thì cái kiểu táp ngăn kéo này nó cũng là một cái kiểu táp mới. Đó mọi người thấy không? Cái kiểu táp mới này thì mọi người sẽ được đục âm xuống bên dưới một chút. Đó, tạo thành một cái hình cách điệu rất là tốt, rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà mình cũng sẽ phải có một cái kỹ thuật rất là khéo léo với cái cách thi công này, bởi vì cái tấm gỗ này phải thật sự rất là khô. Và hơn nữa thì cái phương án sản xuất là mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật CNC để làm sao cho cái bề mặt này nó thẩm mỹ đẹp nhất. Rồi, tiếp theo là đến cái mẫu chân. Chân này thì là mã KS66, mọi người biết rồi, mã chân thuyền mới nhất của năm nay vừa mới được cải tiến xong. Nó bản dày, bản rất là dày. Đó. Và ngay bên dưới thì mọi người sẽ có những cái chi tiết về liên quan đến kết cấu răng này, kết cấu về chịu lực cứng vững. Đó, chân đây. Chân thì quá dày rồi, mọi người sẽ không cần phải bàn đến cái độ dày của chân. Cái hệ vai nối chân thì đều dày 4cm. Đây là cái thang nối ở bên dưới. Đó, đây là cái thang mà giúp cố định cái lá mặt, cũng như là làm cho cái lá mặt nó im nhất, nó không bị thắng được cái lực mo của gỗ. Còn đây là ngăn kéo, thùng bên trong của ngăn kéo. Mọi người có thể nhìn thấy được những cái thang giữ mặt rất là dày, và những cái thanh để bắt dây. Đó, nhìn nó có ngăn ngay ngắn gọn gàng hay không. Đó, thể hiện được một cái chất lượng tỉ mỉ. Rồi, đây là cái đôn này. Sang bên này thì mọi người sẽ có cái văng. Đây, cái văng. Rồi, tiếp theo là cái văng đấy, mọi người thấy không? Cái văng này sẽ có những cái hệ thang giữ để chịu lực cho cái lá mặt. Rồi thì hệ thang để giữ cho toàn bộ tổng thể cái khung. Xong rồi có những cái hệ ke bắt. Và đặc biệt thì đều sử dụng cái kết cấu là mình dùng vít. Dùng vít thì nó sẽ rất là chắc. Đó, dùng vít rất là chắc luôn mọi người ạ. Hơn nữa thì cái gỗ đỏ pachi này khi mà đã được sấy khô, rất là khô ấy, thì nó cũng khá là ổn định. Đặc biệt là khi lên đồ như thế này thì nó rất ổn định luôn mọi người ạ. Rồi, bên trong của ngăn kéo thì đây mọi người có thể xem vào mục sở thị phía bên dưới của ngăn kéo. Đó, những cái tấm thanh giữ lá mặt rất là dày. Về cơ bản thì mộc thô sẽ nghiệm thu về thẩm mỹ của gỗ thô và kết cấu. Kết cấu nó có đạt không? Đó, kết cấu nó có cứng vững hay không? Nó có đạt hay không? Rồi, phía bên này. Đó. Những cái sản phẩm ở cái phân khúc cao cấp như thế này thì chắc chắn là sẽ không có rắc gỗ rồi. Nhiều khách hàng cứ lo lắng về cái vấn đề là kia nơi gỗ của anh có rắc không? Kia nơi gỗ của anh có mối mọt? Hay là có cái phần bị mục hay không? Thì em xin thưa rằng là tất cả sản phẩm của em thì đều đã được lọc sạch rắc, không có rắc gỗ. Tất cả thành phần. Đó, mọi người có thể có chuyên gia về nội thất nghiệm thu hoặc là nghiệm thu từ xa với em như thế này, rắc gỗ một cái là nhìn thấy ngay. Đó mọi người ạ. Mọi người đừng lo lắng về cái chuyện rắc gỗ, tại vì rắc gỗ của những cái dòng gỗ quý này nó sẽ rất là không bền luôn, nó sẽ có thể hỏng ngay lập tức. Vì vậy nên là ở một cái tiêu chuẩn sản xuất cao cấp này này thì chắc chắn là tụi em sẽ không dám đưa rắc gỗ vào đâu. Rồi, ok, cái bàn này thì nó sẽ hơi khó một chút, mọi người sẽ phải qua bên này. Tại vì bên này nó có ngăn kéo thì mình phải lật từ bên này. Đó, đây là bên trong cái bàn. Đó mọi người nhìn này. Đó, nó sạch sẽ, nó đẹp, các cái kết cấu răng nó cứng vững. Đó, nó đảm bảo những cái kết cấu, những cái liên kết khác nhau. Thì nó luôn 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 liên quan
nó luôn liên quan đến cái chất lượng khi mà lên một cái kết cấu. Đó, mọi người thấy không? Đó, mục sở thị như vậy là từ video là mình cũng có thể rõ được rồi. Rồi cái bàn kẹp thì chắc là nó rất là cơ bản, nên là mọi người cũng sẽ rất là dễ để ý ra. Đó. Rồi, lá mặt thì sẽ được sử dụng lá mặt liền và đều được chọn gỗ một cách rất là kỹ càng. Về sơ bộ thì mọi người khi mà nhìn từ video của em cũng đã đánh giá được cái mức độ kỹ càng tỉ mỉ và cái mức độ lựa chọn vật liệu nó có đủ cao cấp không rồi. Đó là một cái video rất cơ bản của em Kiên khi mà nghiệm thu phần mộc thô dành cho khách hàng. Tất cả khách hàng mua hàng của em Kiên thì đều được thực hiện những cái phiên bản video như thế này để đăng tải lên nền tảng, giúp cho mọi người giữ được cái tư liệu sau này sẽ trở thành cái căn cứ để đối chiếu cái hàng hóa mà mọi người nhận và cái hàng hóa mà em Kiên đã nghiệm thu. Rồi, video chi tiết thì ngay bây giờ sẽ được gửi theo khách hàng và cũng sẽ được đăng tải lên kênh để mọi người có thể xem và tham khảo. Khi mọi người cần tư vấn bất cứ những cái yêu cầu nào về sofa nói riêng và nội thất nói chung thì hoàn toàn có thể cho Sofa Hà Nội một cái cơ hội để tư vấn nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.